Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái trang cập nhật thường xuyên những cái giải đấu và cái giải thưởng Binomo. Thì Binomo là một cái website mà hoạt động các cái giao dịch tài chính, hay còn gọi là các giao dịch quyền chọn nhị phân. Binomo là một công ty có rất nhiều cái giải thưởng quốc tế về cái sản phẩm giao dịch tài chính và những về công ty về chứng khoán ở Mỹ đã vinh danh, đặc biệt là tạp chí Forbes của Mỹ đã nhắc đến rất nhiều lần. Thế thì Binomo khác với các cái sàn giao dịch quyền chọn nhị phân khác đã vào Việt Nam trước đây, đó là giao diện rất là đơn giản. Cách chơi cũng rất là dễ dàng. Ngoài ra, đặc biệt Binomo có giao diện tiếng Việt và có rất nhiều tài liệu hướng dẫn từ các cái kiến thức cơ bản cho tới hướng dẫn về các chiến lược chơi, và có rất nhiều khuyến mại cho những cái nhà đầu tư thường xuyên. Binomo cũng có rất nhiều những cái hoạt động như là các cái giải đấu cho các cái trader hàng tuần, hàng tháng, hàng quý. Và giải thưởng khá là lớn. Có những giải thưởng dành cho cả những tài khoản demo, tức là những tài khoản mà chưa nạp tiền, nhưng mà cả những cái giải thưởng dành cho những tài khoản đã nạp tiền để chơi. Thì đây, hôm nay mình chỉ demo cho bạn qua một cái tài khoản mới mình đăng ký để mà các bạn nhìn thấy là sau khi bạn đăng ký trên website, cái đường link đăng ký thì mình để ở dưới phần mô tả của clip này, bạn có thể kéo xuống và click vào tự đăng ký. Mất khoảng vài phút. Thế thì sau khi bạn đăng ký xong thì bạn vào trang của Binomo và bạn đăng nhập tài khoản, thì bạn sẽ nhìn thấy cái phần hỗ trợ này, bạn click vào nút hỗ trợ để ra một loạt các cái menu. Như bên này có là danh sách các giải đấu. Thì ngoài ra là bạn có thể đăng nhập vào một trang web thường xuyên cập nhật những thông tin về giải đấu của Binomo là trang khuyên dùng. .net. Thì với thông tin ở trên này là khá nhiều những thông tin cập nhật thường xuyên từ hướng dẫn cách chơi các giải đấu và các kiến thức mà bạn có thể giao dịch cũng như là cách nạp rút tiền vân vân. Bạn truy cập vào đây để cập nhật thường xuyên, hoặc bạn có thể truy cập vào Binomo cũng được. Thì trong cái mục giải đấu này có rất nhiều cái giải đấu đang hoạt động, bạn kéo từ trên xuống dưới. Ví dụ như hiện nay một cái cuộc thi sắp bắt đầu, đó là vào ngày cuộc thi đang diễn ra rồi, từ ngày 20 tháng 11 và diễn ra trong 5 ngày, như vậy là sắp kết thúc, còn 12 giờ nữa thôi. Thì phí tham dự là 10 đô, có 20 giải thưởng khác nhau và quỹ giải thưởng lên đến 10.000 đô, 10.000 đô cho người thắng cuộc. Một cái giải đấu nữa là sắp bắt đầu là vào 28 tháng 11, giải thưởng là 2.000 đô. Thì để biết được những cái giải đấu này điều kiện như thế nào, bạn kích vào và xem chi tiết những giải đấu để biết. Thể lệ bạn phải đăng ký tham gia giải đấu đó, và tùy thuộc là bạn có tài khoản của bạn hiện tại có phù hợp để mà tham gia giải đấu hay không. Chẳng hạn như tài khoản của bạn là đang là demo hay tài khoản thực, để tham gia có thể cùng thời điểm sẽ có nhiều cái giải đấu song song với nhau. Bạn có thể chọn được cái giải đấu phù hợp với mình. Đây có một giải đấu nữa là vào cuối tuần này, còn một ngày nữa này. Đây, còn một ngày nữa, còn 4 ngày này. Fast Money 300 đô. Những cái giải này giải lớn này, 5.000 đô này. 5.000 đô. 5.000 đô. À đây là những giải đã đóng rồi, đã kết thúc rồi. Đấy. Đây giải liên tục nhá, 22 này, 23 này. Đấy. 25 lại có giải, 28 lại có giải đấu liên tục nhá. Như vậy bạn có thể, và phí tham dự rất là nhỏ, có 10 đô thôi. 10 đô, tất nhiên là bạn phải giao dịch và bạn phải giành được cái tiền thưởng lớn nhất thì bạn mới có thể trúng giải. Ví dụ như chúng ta kích vào đây để xem cái giải đấu này tham gia là gì. Đấy, bạn muốn tham gia giải đấu bạn phải kích vào đăng ký nhé. Đăng ký nhé. Đây là điều kiện giải đấu này. Quỹ giải thưởng 10 này, phí này, chi phí mua lại này, số dư lớn nhất trong cuộc thi. Đấy, số dư của bạn phải lớn nhất trong cuộc thi, tức là cái tài khoản của bạn này này. Tài khoản này, số dư tiền này. Tức là sau khi bạn giao dịch ấy, số tiền của bạn được thưởng nhiều nhất thì bạn thắng này. Hiện nay đang có hơn 200 người tham dự này. Thường này.
Đây, danh sách giải thưởng 20 giải thưởng khác nhau với mức giá tiền thưởng khác nhau. Thấp nhất là 150 đô và là cao nhất là 2.300 đô. Đây là các cái nick người đang là giải thưởng này. Đang chưa kết thúc đâu nhưng mà đang cập nhật. Đây là Fast Money nhé, sắp bắt đầu này. 28 mất bắt đầu này, với giải thưởng 2.000 đô. Giải thưởng là 400 này. Xem điều kiện là gì này. Số dư bắt đầu bạn phải có 100 đô này.